Nga kiểm soát địa điểm chiến lược ở vùng Donetsk. Tên lửa Iskander Nga phá hủy bệ phóng Patriot Ukraine. Cử chi Pháp bỏ phiếu lần hai đe dọa sinh mệnh chính trị của ông Macron. Vũ khí Mỹ đã về hưu hơn 20 năm, bỗng hồi sinh ở Ukraine. Mỹ chuyển pháo tự hành mạnh nhất đến sườn đông NATO Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, bây giờ là phần tin chi tiết. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nhóm tác chiến Tersent đã kiểm soát làng Chigari ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Theo đó, Đài Sputnik dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nhờ các hoạt động tích cực, nhóm tác chiến Tersent đã kiểm soát làng Chigari ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và cải thiện vị trí chiến thuật của họ. Theo nguồn tin, nhóm tác chiến Tercent đã đẩy lùi 6 cuộc tấn công. Quân đội Ukraine mất hàng trăm binh sĩ, nhiều xe tăng và xe chiến đấu bộ binh Bradley. Theo bộ này, nhóm tác chiến Tercent đã gây tổn thất cho lữ đoàn cơ giới số 41, 47, 110, lữ đoàn bộ binh số 142 và lữ đoàn bộ binh cơ giới số 59 của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu vực Atemovo, Rusba, Vodovizanka, Timofeyevka, Toresk Berezovka và Nogorodskoye thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Bộ cho biết thêm, 6 cuộc phản công của các nhóm tấn công thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 31, Lữ đoàn Jiger số 68, Lữ đoàn Tấn công Đường không số 95 của lực lượng vũ trang Ukraine và Tiểu đoàn Tấn công Độc lập số 425 Scala đã bị đẩy lùi trong ngày. Trong khi đó, theo trang Defense Express, lực lượng Ukraine đã thực hiện một loạt các hoạt động chính xác nhằm vào các khí tài quân sự của Nga ở khu vực Donetsk. Nỗ lực phối hợp này có sự tham gia của các nhóm trinh sát thuộc đơn vị hoạt động tích cực của tình báo quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine và các đơn vị trinh sát trên không của lữ đoàn pháo binh độc lập số 45. Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, cuộc xung đột chỉ có thể kết thúc nếu Kiev đáp ứng được một số điều kiện, bao gồm rút quân khỏi Donbass, Luhansk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson, các khu vực đã sắp nhập Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý năm 2022. Ông Putin nói thêm rằng vẫn còn những điều kiện khác nhưng chúng sẽ được nêu chi tiết trong quá trình làm việc chung có thể xảy ra. Trước đó, ông Putin đã đề xuất ngừng bắn ngay lập tức với điều kiện Ukraine rút binh sĩ, công nhận chủ quyền của Nga đối với các vùng lãnh thổ mới sắp nhập và đưa ra các đảm bảo ràng buộc về mặt pháp lý về việc gia nhập NATO. Kiev và những nước ủng hộ phương Tây đã bác bỏ kế hoạch này. Về phần mình, ông Mikhail Podolyak, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng nêu rõ các điều kiện đàm phán hòa bình với Nga thông qua các nước thứ ba nhưng các nhà hòa giải phải điều chỉnh các tuyên bố công khai của họ theo lập trường của Kiev. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các tên lửa đạn đạo Iskander của nước này đã phá hủy hai bệ phóng thuộc hệ thống phòng không Patriot của Ukraine ở Yuz, vùng Odessa. Bộ Quốc phòng Nga còn đăng tải đoạn video ghi lại vụ tấn công. Ngoài các bệ phóng Patriot, tên lửa Nga cũng phá hủy một radar cảnh giới tầm xa, Giraffe của Ukraine, các hệ thống phòng không này ở thời điểm diễn ra vụ tấn công được triển khai gần một bãi biển ở Yuzhne. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine thông báo phòng không nước này đã hạ toàn bộ 13 UAV trong một đợt tập kích của Nga. Kiev cho biết Moscow còn phóng hai tên lửa Iskander nhưng không nêu mục tiêu các tên lửa này nhắm đến. Gần đây, quân đội Nga thường xuyên theo dõi và tập kích các hệ thống Patriot của Ukraine. Hồi đầu năm, Moscow cũng tuyên bố phá hủy một số hệ thống phòng không do Mỹ chế tạo ở Ukraine, trong đó có Patriot. Patriot là hệ thống phòng không do Mỹ phát triển và biên chế từ năm 1981. Biến thể Patriot PAC2 có thể bắn trúng mục tiêu cách hơn 96 km và bay cao hơn 32 km. Phiên bản mới nhất của Patriot là PAC3 có khả năng tiêu diệt các mối đe dọa trên không như máy bay, UAV, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Đây là hệ thống vũ khí đắt nhất mà Mỹ và đồng minh viện trợ cho Ukraine. Mỗi tổ hợp có giá gần 1,1 tỷ đô la Mỹ, trong đó đạn tên lửa có giá 690 triệu đô la Mỹ và các thành phần khác có giá 400 triệu đô la Mỹ. Ukraine đang vận hành khoảng từ 3 đến 5 tổ hợp Patriot do Mỹ và một số nước châu Âu chuyển giao. Đây từng được kỳ vọng là vũ khí có thể thay đổi đáng kể cục diện trên bầu trời Ukraine nhờ năng lực chiến đấu vượt trội so với các hệ thống phòng không mà phương Tây viện trợ trước đó. Giới chuyên gia quân sự phương Tây nhận định, Nga đã phá hủy ít nhất 10% tổng số bệ phóng Patriot của Ukraine. Nguồn đạn cho các hệ thống phòng không Ukraine cũng đang cạn dần, khiến những đợt tập kích bằng tên lửa và UAV của Nga có tỷ lệ thành công cao hơn. Ukraine vừa qua cho biết đã nhận được hệ thống phòng không Patriot thứ ba do Đức cung cấp sau nhiều tháng kêu gọi phương Tây viện trợ thêm thiết bị để bảo vệ cơ sở hạ tầng trước các cuộc không kích của Nga. Thông báo trên mạng sâu X của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết hệ thống đã được chuyển giao và Kiev cảm ơn Berlin vì sự hỗ trợ không ngừng nghỉ. Kiev đang kỳ vọng có thể thúc đẩy tiến độ trong việc chuyển giao hệ thống phòng không tại Hội nghị Thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Washington vào tuần tới. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ Kiev dự kiến sẽ nhận được tin tốt tại hội nghị. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói rằng nước này đang chuyển một phần tư kho vũ khí sang Ukraine, bao gồm cả hệ thống Patriot thứ ba, và sẽ không thể cung cấp thêm nữa. Trước đó, Rumani cũng công bố kế hoạch cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không Patriot. Theo trang Business Insider, Ukraine sử dụng hệ thống phòng không MIM-23 Hawk do Mỹ sản xuất bắn hạ thành công tên lửa hành trình của Nga Điều đáng chú ý là hệ thống phòng không này đã được Mỹ cho về hưu cách đây hơn 20 năm. Hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tầm trung MIM-23 Hawk được triển khai lần đầu tiên vào những năm 1960. Hiện nay, các quân đội trên thế giới ưa chuộng sử dụng hệ thống có tính di động hơn. Tuy nhiên, vũ khí lỗi thời này đã tìm thấy sức sống mới tại Ukraine, chứng tỏ chúng vẫn là vũ khí hữu hiệu sau ngần ấy năm. Một binh lính Ukraine vận hành hệ thống phòng không Hawk nói rằng dù đây không phải là vũ khí mới, nhưng khi được những bàn tay lành nghề sử dụng thì nó phát huy hiệu quả. Người lính này có tên là Alexander đã có hơn 20 lần hạ gục vũ khí Nga, trong đó có tên lửa hành trình KH-59 và máy bay tấn công không người lái Sahed do Iran sản xuất. Trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên ứng dụng tin nhắn Telegram của không quân Ukraine, binh sĩ Alexander cho hay UAV Sahed là vũ khí khó chịu nhất vì chúng bay rất chậm nên rất mệt mỏi khi phải chiến đấu với UAV này trong một thời gian dài. So với các hệ thống phòng không tầm trung hiện đại như NASAMS hay IRIS-T SLM, tổ hợp MIM-23 Hawk được coi là hệ thống phòng không lỗi thời. MIM-23 Hawk là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung do công ty Raytheon của Mỹ thiết kế và phát triển, được trang bị 4 đài radar, 6 bệ phóng, 3 đạn tên lửa một bệ và một số thành phần hỗ trợ khác. Các phiên bản đời đầu của hệ thống phòng không này có tầm bắn lên tới 25 km và độ cao lên tới 14 km. Sau khi hiện đại hóa, phạm vi đánh chặn mục tiêu tối đa được tăng lên 40 km, còn độ cao đánh chặn tối đa là 18 km. Mỗi quả tên lửa MIM-23 Hawk có trọng lượng phóng 638 kg, mang theo đầu đạn nổ phân mảnh nặng 74 kg, trong đó bao gồm 14.000 mảnh văng với trọng lượng 2 g mỗi phần để tăng khả năng sát thương. Đáng chú ý là MIM-23 Hawk đã nhiều lần tìm cách bắn hạ những chiếc tiêm kích MiG-25 của Liên Xô đang hoạt động ở Trung Đông, nhưng vô ích do vận tốc của chiến đấu cơ Foxbat quá lớn. Ukraine và Moldova đã khởi động đàm phán gia nhập EU, nhưng quá trình trở thành thành viên chính thức có thể kéo dài hơn chục năm nữa. Liên minh châu Âu EU cuối tháng 6 khởi động đàm phán kết nạp Ukraine, một thập kỷ sau khi Nga sắp nhập bán đảo Crimea trong động thái phản đối nỗ lực xích lại gần phương tây của kiev chỉ vài giờ sau eu cũng khởi động quy trình tương tự với moldova thủ tướng ukraine denis mihan mô tả đây là ngày lịch sử đánh dấu chương mới trong quan hệ của kiev với eu đặc biệt là khi cuộc xung đột với nga đang diễn ra ông smihan nói chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng vẫn còn nhiều việc phải làm trên con đường gia nhập chúng tôi đã sẵn sàng chúng tôi đã chứng minh rằng mình có thể hành động nhanh chóng và đạt được điều tưởng như không thể việc khởi động quá trình đàm phán gửi đi tín hiệu đoàn kết mạnh mẽ với Ukraine, ngoài hỗ trợ tài chính ước tính 100 tỷ đô la Mỹ mà EU đã cung cấp, đây cũng là biểu hiện ủng hộ dành cho Moldova, quốc gia cũng phải đối mặt với những thách thức từ Nga. Hai nước nộp đơn xin gia nhập EU vào năm 2022, không lâu sau khi Nga phát động chiến dịch ở Ukraine. Dù khối ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga, con đường gia nhập EU của cả hai nước dự kiến đều không dễ dàng. Con đường trở thành thành viên EU yêu cầu các ứng viên phải đáp ứng loạt tiêu chí trước khi tham gia chương trình đàm phán chi tiết, gồm nhiều vấn đề từ tiêu chuẩn kinh tế tới pháp quyền. Tổng cộng có 35 chương đàm phán và phải nhận được đồng ý từ tất cả 27 quốc gia thành viên EU. Quá trình khởi động, đàm phán và hoàn tất 35 chương dự kiến mất hơn 10 năm đối với Moldova và Ukraine. Tuy nhiên, cả Moldova và Ukraine đều chưa đáp ứng được các tiêu chí để đạt đến giai đoạn đàm phán này việc đáp ứng tiêu chí đặc biệt phức tạp với Ukraine khi nước này vẫn đang trong cuộc chiến ác liệt với Nga. Moldova cũng đối mặt với những khó khăn, thách thức riêng trong nước. Vùng ly khai Transnistria đang tìm cách xích lại gần Nga, trong khi chính phủ nước này hướng về châu Âu. Tham vọng gia nhập Liên minh châu Âu EU của Ukraine có thể bị đình trệ trong 6 tháng khi Hungary đảm nhận chức chủ tịch luân phiên hội đồng châu Âu. Từ tháng 7 đến tháng 12 năm nay, Hungary sẽ thiết lập chương trình nghị sự hàng tuần và chủ trì các cuộc họp cấp bộ trưởng EU tại Brussels, quyết định những chủ đề nào được đặt lên đầu danh sách. Khẩu hiệu chính thức trong nhiệm kỳ chủ tịch Hội đồng châu Âu của Hungary sẽ là làm cho châu Âu vĩ đại trở lại, một quan điểm tương tự như của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Viễn cảnh này đã gây bất an cho các nhà ngoại giao châu Âu, những người lo ngại thủ tướng Hungary Viktor Orbán sẽ tận dụng vị thế đó để thúc đẩy quan điểm dân tộc chủ nghĩa đặc biệt chính sách của EU đối với Ukraine được coi là có nguy cơ bị chệch hướng cao nhất. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Pháp đã tiến hành vòng 2 cuộc bầu cử quốc hội, tức Hạ viện, với cuộc đối đầu mang tính quyết định giữa ba khối chính trị lớn nhất, gồm Đảng Tập hợp Quốc gia RN và các đồng minh, Liên minh Mặt trận Bình dân mới NFP và liên minh đa số sắp mãn nhiệm của Tổng thống Emmanuel Macron. Đây được coi là vòng cuối cùng của cuộc bầu cử quốc hội, quyết định đảng nào sẽ đứng ra thành lập chính phủ mới ở Pháp. Có khoảng 49,5 triệu cử tri đăng ký tham gia bỏ phiếu vòng 2 này. Trên 1.000 ứng cử viên tham gia cạnh tranh 501 ghế còn lại trong tổng số 577 ghế tại quốc hội, sau khi đã có 76 ứng cử viên trúng cử trong vòng 1. Trước đó, theo kết quả bầu cử quốc hội Pháp vòng 1, Đảng Tập hợp Quốc gia RN cực hữu dẫn đầu với khoảng 33% số phiếu bầu. Kế đến là Liên minh Mặt trận Bình dân mới, NFP, thuộc cánh tả với 28%. Liên minh Trung Dung của Tổng thống Emmanuel Macron đứng thứ ba chỉ với 20%. Cuộc bầu cử quốc hội vòng 2 này nhằm định hình lại cục diện chính trị của Pháp. Các cuộc thăm dò dư luận dự báo Đảng Tập hợp Quốc gia RN cực hữu sẽ giành được nhiều phiếu nhất nhưng có thể không đạt được đa số. Tuy nhiên, một kết quả như vậy có thể đẩy đất nước vào tình trạng quốc hội treo hỗn loạn. Vào thời điểm chỉ còn vài tuần nữa sẽ khai mạc Thế vận hội Olympic Paris, khiến quyền lực của Tổng thống Emmanuel Macron suy yếu nghiêm trọng. Nếu RN, Đảng đề cao chủ nghĩa dân tộc và hoài nghi châu Âu, giành được đa số, Tổng thống Macron sẽ phải chấp nhận giai đoạn chung sống cho đến hết nhiệm kỳ vào năm 2027. Đảng RN của bà Marine Le Pen giành được chiến thắng lịch sử trong cuộc bỏ phiếu vòng 1, mở ra khả năng nước Pháp nằm dưới sự quản lý của chính phủ cực hữu đầu tiên kể từ Thế chiến 2 nhưng sau khi các đảng trung dung và cánh tả hợp lực trong thời gian gần đây nhằm tạo nên rào cản chống RN, hy vọng của bà Le Pen về việc RN giành được đa số tuyệt đối trong quốc hội 577 ghế đã bị thu hẹp. Nhưng ngay cả khi RN thất bại, đảng này sẽ tăng hơn gấp đôi số ghế 89 mà họ giành được trong cuộc bầu cử năm 2022 và chiếm ưu thế trong một quốc hội mổn ngang. Một kết quả như vậy có thể sẽ làm tê liệt chính sách cho đến khi nhiệm kỳ tổng thống của ông Macron kết thúc khi bà le pen dự kiến sẽ khởi động nỗ lực tranh cử tổng thống lần thứ tư trong khi ông macron khiến cả đất nước choáng váng các đồng minh chính trị và những người ủng hộ ông tức giận khi ông kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử sớm với hy vọng đánh bại đối thủ sau khi thua rn trong cuộc bầu cử nghị viện châu âu dù kết quả cuối cùng thế nào thì chương trình nghị sự chính trị của ông giờ đây dường như đã chết 3 năm trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc bên cạnh đó một chính phủ do rn lãnh đạo sẽ đặt ra những câu hỏi lớn rằng liên minh châu âu eu sẽ đi về đâu vì Pháp vẫn đóng vai trò dẫn dắt trong khối. Ông đã đến Moscow để hội đàm với Tổng thống Nga Putin sau chuyến thăm Kiev diễn ra cách đây ít hôm. Trả lời phỏng vấn với hãng tin Thụy Sĩ David ông Orbán gọi các chuyến thăm Nga và Ukraine là sứ mệnh hòa bình và cho biết ông đã gặp và thuyết phục các nhà lãnh đạo Moscow, Kiev tiến tới ngừng bắn để mở đường cho các cuộc đàm phán trong tương lai ông cho biết tôi sẽ tiếp tục có một số cuộc gặp vào tuần tới điều này cũng sẽ gây ngạc nhiên không kém ông nói thêm rằng những cuộc gặp này sẽ được giữ bí mật với công chúng đến phút chót như chuyến thăm trước đó đến nga thủ tướng hungary cho biết ông đã hỏi tổng thống nga vladimir putin ba câu hỏi trong cuộc gặp ở moscow về quan điểm của ông putin liên quan đến đề xuất hòa bình của các nước khác về khả năng ngừng bắn trước các cuộc đàm phán hòa bình và cấu trúc an ninh của châu âu trong tương lai Ông Obama nói, ông Putin nói rằng rõ ràng là các cuộc đàm phán thực sự sẽ không thể diễn ra nếu không có sự tham gia của cả hai bên. Vì vậy, bất cứ điều gì họ làm mà không có sự góp mặt của ông Putin đều vô nghĩa. Điều này cũng khá hợp lý. Về khả năng ngừng bắn trước khi bắt đầu đàm phán, ông Putin không đồng ý vì cho rằng Ukraine có thể sẽ tận dụng lệnh ngừng bắn để tăng cường khả năng quân sự. Thủ tướng Hungary cho biết. Về câu hỏi thứ ba liên quan đến cấu trúc an ninh tương lai của châu Âu, ông Putin trả lời rằng Moscow đã có kế hoạch chi tiết về vấn đề này. Trước chuyến thăm Nga, truyền thông Hungary nói riêng và truyền thông châu Âu nói chung đã lần lượt dậy sóng và chỉ trích quyết định của ông Orbán. Đáp trả những luồng phản ứng không tích cực, nhà lãnh đạo Hungary cho biết ông đứng ở vị thế đủ để có thể đàm phán hòa giải Nga và Ukraine. Chuyến đi Moscow của ông Orbán cũng đã khiến các đồng minh trong Liên minh châu Âu, EU và NATO bất an. Về phần mình, Tổng thống Putin nói, ông coi Thủ tướng Orbán đại diện cho châu Âu, trong khi các nhà lãnh đạo EU nhấn mạnh, ông Orbán đang hành động theo sáng kiến của riêng mình và không chịu trách nhiệm phát biểu đại diện cho khối. Tổng thư ký Stoltenberg cho biết, ông mong đợi Thủ tướng Orbán sẽ có cơ hội thảo luận về nội dung cuộc trò chuyện giữa ông với lãnh đạo Nga tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington trong tuần tới. Trước khi đến nga, ông Obama đã tới Kiev đánh dấu chuyến thăm Ukraine đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát vào năm 2022. Trong cuộc gặp với tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Obama đã kêu gọi Ukraine chấp nhận nhanh chóng ngừng bắn với nga để thúc đẩy hòa đàm. Song ông Zelensky dường như không hưởng ứng. Trong khi đó, tại cuộc gặp ở Moscow. Tổng thống Nga đã khẳng định quá trình đàm phán cần dẫn đến chấm dứt xung đột hoàn toàn, thay vì chỉ là những lệnh ngừng bắn để kỳ ép tập hợp vũ khí và lực lượng. Cơ quan báo chí của quân đội Mỹ cho biết, 100 xe tăng M1 A2 Abrams, 152 xe chiến đấu bộ binh M2 A4, 18 pháo tự hành M109 A7 cùng với các phương tiện quân sự khác đã di rời từ Mannheim, Đức đến Powys của Ba Lan. Động thái này là một nỗ lực chiến lược của Mỹ và đồng minh nhằm củng cố sườn phía đông của NATO. Pháo tự hành M109A7 của Mỹ hiện là một trong những vũ khí chủ lực của lục quân nước này. Đây cũng là biến thể mới nhất của dòng pháo tự hành huyền thoại M109 Paladin của Mỹ, vốn xuất hiện từ thập niên 1960. Những khẩu M109A7 đầu tiên được trang bị cho tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn pháo binh dã dạ chiến 82 của quân đội Mỹ hồi năm 2020. Ngay sau đó, Chúng tiếp tục được trang bị với số lượng lớn cho các đơn vị khác để thay thế dần biến thể M107A6. Hệ thống pháo M109A7 do nhà thầu quân sự nổi tiếng BAE Systems sản xuất. Hiện việc sản xuất mới đang được thực hiện tại chi nhánh của BAE Systems tại bang Pennsylvania. Cũng trong diễn biến liên quan, trước đó Phần Lan lần đầu tiên điều động 7 tiêm kích F18 đến đồn trú tại căn cứ quân sự phía đông nam Romania, tham gia các nhiệm vụ tuần tra cùng không quân Romania và Anh. Đây là đợt triển khai nhân sự và khí tài đầu tiên của Phần Lan đến nước đồng minh kể từ khi gia nhập Liên minh quân sự NATO vào tháng 4 năm 2023. Hoạt động này cũng nhằm tăng tốc quá trình hòa nhập của quân đội Phần Lan vào Liên minh. John Attila, chỉ huy không đoàn Karelia của Phần Lan, thông báo với binh sĩ tại căn cứ Mihail Koganisianu về kế hoạch hoạt động. Nhiệm vụ tuần tra trên không sẽ giúp quá trình hòa nhập vào NATO tăng tốc vượt bậc. Chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều, đồng thời củng cố năng lực gian đe lẫn phòng thủ của NATO. Phần Lan có chung đường biên giới dài 1.340 km với Nga, dài nhất trong số các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, EU và NATO. Moscow nhiều lần đánh giá, Phần Lan gia nhập NATO là mối đe dọa đối với Nga, nhấn mạnh sự mở rộng của khối, không làm châu Âu hoặc thế giới ổn định hơn. Được biết, năng lực phòng vệ của NATO ở sườn đông của khối có thể đặt các thành viên vào mối đe dọa nghiêm trọng. NATO cũng đang phát triển nhiều hành lang trên bộ để có thể đưa quân đội và thiết giáp của Mỹ ra tiền tuyến, đề phòng xảy ra một cuộc chiến tranh lớn ở châu Âu với Nga. Dẫn các nguồn tin khác nhau, báo Anh The Telegraph trước đó đưa tin, binh sĩ Mỹ sẽ đổ bộ tại một trong năm cảng then chốt và di chuyển dọc theo các tuyến đường hậu cần được lên kế hoạch từ trước, chuẩn bị sẵn sàng trước một cuộc tấn công tiềm tàng từ Moscow. Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo quân đội Mỹ sẽ cung cấp hàng chục máy bay chiến đấu mới nhất tới Nhật Bản trong khuôn khổ kế hoạch trị giá 10 tỷ đô la Mỹ nhằm nâng cấp lực lượng tại nước này. Trước đó, Lầu Năm Góc cho biết nỗ lực trên sẽ được thực hiện trong vài năm tới nhằm tăng cường liên minh Mỹ-Nhật, tăng cường gian đe trong khu vực và duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Theo kế hoạch, 48 máy bay chiến đấu F-35A thế hệ thứ 5 sẽ thay thế 36 chiếc F-16 tại căn cứ không quân Misawa ở miền Bắc Nhật Bản và 36 máy bay F-15EX hoàn toàn mới sẽ được triển khai tới căn cứ không quân Kadena trên đảo Okinawa phía Nam thay thế 48 chiếc cũ hơn. Thông cáo của Lầu Năm Góc cho biết, các mẫu F-15CD cũ đã được rút khỏi khu vực trong năm qua. Lầu Năm Góc cho biết số lượng chiến đấu cơ F-35B cũng sẽ được điều chỉnh tại căn cứ không quân thủy quân lục chiến Iwakuni trên đảo Honshu ngay phía nam Hiroshima. Thông cáo báo chí viết, kế hoạch của Bộ Quốc phòng triển khai máy bay chiến thuật tiên tiến nhất của lực lượng liên quân tại Nhật Bản thể hiện cam kết cứng rắn của Mỹ đối với việc bảo vệ Nhật Bản và tầm nhìn chung của cả hai nước về một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Về phần mình, Nhật Bản đánh giá kế hoạch triển khai máy bay chiến đấu mới ở nước này sẽ tăng cường năng lực của Mỹ ở đó. Tránh văn phòng nội các Yoshimasa Hayashi cho biết, đối mặt với môi trường an ninh nghiêm trọng và phức tạp nhất kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai, cũng như trong bối cảnh các hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của các nước láng giềng, Mỹ đang duy trì và tăng cường sự hiện diện của lực lượng Mỹ tại Nhật Bản để thúc đẩy hơn nữa khả năng gian đe và ngăn chặn ứng phó của Liên minh Nhật-Mỹ. Lực lượng không quân Mỹ coi căn cứ không quân Cadena là nền tảng của Thái Bình Dương. Trong hơn 4 thập kỷ, những chiếc F-15 mẫu cũ triển khai tại đây là lực lượng then chốt thể hiện khả năng gian đe của Mỹ trong khu vực. Từ năm 2022, khi các máy bay chiến đấu hai động cơ sắp hết thời gian phục vụ, không quân Mỹ bắt đầu rút chúng khỏi căn cứ Cadena. Theo đánh giá của các nhà sản xuất quân sự, sự hiện diện thường trực của những chiếc F-15EX mới sẽ mang lại sự ổn định cho cơ cấu lực lượng. F-15EX là một bước nhảy vọt so với các mẫu cũ. Nhà sản xuất Boeing cho biết máy bay này có khả năng vũ khí vô song với khả năng mang theo 12 tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến, AMRAAM -am, và phóng chúng từ một phạm vi xa hơn bất kỳ máy bay chiến đấu nào khác trong khu vũ khí của Không quân Mỹ. Dù không phải là máy bay chiến đấu tàng hình như F-35, nhưng Boeing cho biết F-15EX có khả năng sống sót cao. Trên trang web của mình công ty miêu tả F-15EX đóng vai trò như một hệ thống vũ khí tầm xa, có khả năng xâm nhập và sống sót trong những môi trường có tính cạnh tranh cao. Nhà phân tích hàng không quân sự Peter Layton cho biết F-15EX sẽ là mối lo ngại với đối thủ trong trường hợp xảy ra bất kỳ xung đột nào. Ông cho biết mẫu chiến đấu cơn này có thể được trang bị tên lửa hành trình tầm xa tàng hình với tầm bắn hơn 800 km. F-15EX là máy bay chiến đấu mới nhất của không quân chiếc máy bay hoạt động đầu tiên được giao cho lực lượng vệ binh quốc gia không quân Oregon vào đầu tháng 6. Vào tháng 6 năm nay, RT đưa tin Mỹ và Armenia thông báo ý định nâng cấp quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược với việc Washington giúp đỡ Yerevan về thương mại, các vấn đề quân sự, hệ thống tư pháp và nền dân chủ. Ngoại trưởng Armenia Ararat Mirzoyan thời điểm đó đã tiếp đón trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách châu Âu và Á Âu James O'Brien tại Yerevan. Nhân dịp đó, hai bên ra tuyên bố chung ghi nhận nguyện vọng của Armenia trong việc hợp tác chặt chẽ hơn với các tổ chức châu Âu, Đại Tây Dương và phương Tây. Ông O'Brien và ông Bijouan cho rằng quan hệ giữa hai nước sẽ được nâng cấp trong năm tới. Cả hai bên sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ kinh tế thương mại, tăng cường hợp tác về các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu. Theo tuyên bố, Mỹ sẽ đưa ra các giải pháp thương mại về năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo để thúc đẩy an ninh lương thực và độc lập về năng lượng của Armenia. Trong khi đó, quan hệ giữa Nga và Armenia, đồng minh thân cận của Moscow, trở nên căng thẳng sau khi Azerbaijan mở chiến dịch chống khủng bố, tấn công phe khai thân Armenia tại nagorno karabakh hồi tháng 9 năm 2023. Chiến dịch của Azerbaijan đã khiến hơn 100.000 người gốc Armenia tại nagorno karabakh phải sơ tán về nước sau khi phe khai chấp nhận đầu hàng. Armenia cho rằng lực lượng gìn giữ hòa bình Nga đồn trú tại Nagorno Karabakh khi đó đã không có động thái nào trước hoạt động quân sự của Azerbaijan. Hiện tại, Armenia tham gia tập trận chung cùng với Mỹ trong bối cảnh quan hệ giữa Erevan và Moscow căng thẳng trong thời gian qua. Bộ Quốc phòng Armenia cho biết nước này và Mỹ sẽ tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung từ ngày 15 tới 24 tháng 7 tại Armenia. Cơ quan trên cho biết cuộc tập trận Eagle Partner 2024 sẽ tập trung vào các nhiệm vụ liên quan đến sứ mệnh gìn giữ hòa bình và các cuộc tập trận như vậy với các nước đối tác là diễn ra thường xuyên. Armenia cho biết thêm, mục đích của cuộc tập trận là tăng cường khả năng tương tác của các đơn vị tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình quốc tế, trao đổi các phương pháp hay nhất về kiểm soát và liên lạc chiến thuật, đồng thời cải thiện khả năng sẵn sàng tác chiến của các đơn vị Armenia. Trước đó, Moscow kêu gọi Armenia đừng bị phương Tây lừa dối và khiến Erevan lạc lối. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng rõ ràng phương Tây đang tìm cách biến Armenia thành công cụ thực hiện các kế hoạch cực kỳ nguy hiểm của họ ở Nam Kapkaz. Trong một bài viết trên mạng xã hội X vào ngày 6 tháng 7, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết ông đã kết thúc cuộc hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ở Moscow. Theo Thủ tướng Hungary, mục tiêu của ông là mở các kênh liên lạc trực tiếp, bắt đầu đối thoại để tìm con đường ngắn nhất hướng tới hòa bình và nhiệm vụ của ông đã hoàn thành. Tờ European Pravda cho biết thêm, tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Putin ở Moscow, Thủ tướng Hungary nói rằng ông và nhà lãnh đạo Liên bang Nga đã thảo luận về con đường dẫn đến hòa bình. Thủ tướng Hungary cũng tiết lộ ba câu hỏi của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin về xung đột ở Ukraine. Thứ nhất là ông Putin nghĩ gì về các sáng kiến hòa bình hiện có. Thứ hai là ông Putin nghĩ gì về lệnh ngừng bắn và các cuộc đàm phán hòa bình cũng như khi nào chúng có thể được tổ chức. Thứ ba là quan điểm của ông Putin về hệ thống an ninh châu Âu thời hậu chiến. Thủ tướng Hungary đã không tiết lộ câu trả lời của tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho những câu hỏi nêu trên, chỉ nói thêm rằng đây là thời điểm châu Âu cần hòa bình và do đó Hungary coi 6 tháng tới, thời gian Hungary làm chủ tịch luân phiên của Hội đồng Liên minh châu Âu như khoảng thời gian thực thi sứ mệnh hòa bình. Tuy nhiên, theo thủ tướng Hungary, thông qua hai chuyến thăm Kiev ngày 2 tháng 7 và Moscow ngày 5 tháng 7. Ông nhận thấy lập trường của cả hai bên liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine là khác nhau quá xa. Trước đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã có chuyến thăm Kiev đầu tiên kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Sau cuộc đàm phán song phương giữa Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người đứng đầu chính phủ Hungary tuyên bố với báo chí rằng ông đã đề nghị Tổng thống Ukraine chấp nhận đề xuất ngừng bắn ngay lập tức dọc theo đường tiếp xúc với các lực lượng Nga và tin rằng điều đó có thể đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình. Sau đó, trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Roger Copen, tổng biên tập và là tác giả chính của các bài viết trên trang web Thụy Sĩ, cũng như tuần báo Die Van Voce, người đã đến Kiev cùng phái đoàn Hungary sau cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo hai nước Hungary và Ukraine, Thủ tướng Hungary xác nhận rằng ông Zelensky đã từ chối đề xuất nêu trên. Theo ông Orbán, Tổng thống Ukraine nghi ngờ tính logic trong kế hoạch mà ông đưa ra và không ủng hộ nó vì Ukraine có lịch sử đình chiến không thành công với Liên bang Nga. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng những thỏa thuận ngừng bắn như vậy không tốt cho Ukraine. Thưa quý vị, xung đột Nga-Ukraine và những biến động của chính trường thế giới đang ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng nhiều hơn. Mặc dù cả hai bên đều nêu ra điều kiện hòa bình, nhưng đều rất khó khả thi. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị đến ngay với phần cập nhật diễn biến nóng xoay quanh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Ông Keir Starmer trở thành người đứng đầu chính phủ Anh sau khi đảng lao động giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử, giành được ít nhất 412 trong số 650 ghế tại Quốc hội Anh. Ngay sau khi đảm nhiệm cương vị mới, Thủ tướng Keir Starmer đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Thủ tướng Keir Starmer khẳng định sự ủng hộ của Anh dành cho Ukraine vẫn không thể lay chuyển. Đồng thời tiết lộ, ông mong muốn một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Về phần mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky chúc mừng chiến thắng của ông Keir và kỳ vọng tân Thủ tướng Anh thành công trong việc đáp ứng nguyện vọng của người dân đối với chính phủ mới. Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng bày tỏ lời cảm ơn Thủ tướng Keir đã tái khẳng định sự ủng hộ có nguyên tắc và kiên định của Anh đối với Ukraine. Thủ tướng Anh Stammer sau đó cũng khẳng định trên trang cá nhân rằng sự hỗ trợ của Anh dành cho Ukraine là không thể lay chuyển. Anh là một trong những nước ủng hộ lớn nhất cho Kiev trong cuộc xung đột với Moscow. Anh là quốc gia NATO đầu tiên đồng ý cấp xe tăng hiện đại và tiếp đến là tên lửa tầm xa cho Ukraine. Kể từ khi xung đột nga-Ukraine nổ ra, Anh đã cam kết viện trợ khoảng 16 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Ông Stammer trở thành thủ tướng Anh thứ tư trong giai đoạn đó kể từ khi ông Boris Johnson từ chức vào tháng 9 năm 2022. Ngoài ra, Thủ tướng Anh còn cho biết ông mong muốn được hợp tác với Mỹ trong toàn bộ các mối quan hệ bao gồm cả quan hệ đối tác theo thỏa thuận quốc phòng ba bên giữa Australia, Vương quốc Anh và Mỹ, hay còn gọi là AUKUS và trong việc đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước và tầm quan trọng của việc cùng nhau hợp tác tổng thống biden bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ với thủ tướng stammer đối với một loạt vấn đề quan trọng trong đó có thỏa thuận ngày thứ sáu tốt lành cũng như hợp tác với các nhà lãnh đạo vùng lãnh thổ bắc ireland về các cơ hội tăng trưởng và kinh tế bên cạnh đó hai nhà lãnh đạo còn tái khẳng định việc duy trì sự ủng hộ đối với ukraine theo kế hoạch thủ tướng stammer sẽ tới thủ đô washington của mỹ vào tuần tới để dự hội nghị thượng đỉnh tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato trong cuộc họp báo tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác thượng hải sco ở kazakhstan vừa qua tổng thống nga vladimir putin cho biết lệnh ngừng bắn giữa moscow và kiev chỉ có thể được thông qua nếu ukraine thực hiện một số bước đi không thể đảo ngược mà nga có thể chấp nhận ông nói thêm chúng ta không thể đơn giản tuyên bố ngừng bắn với hy vọng rằng đối phương sẽ thực hiện một số bước đi tích cực chúng ta không thể để đối phương lợi dụng lệnh ngừng bắn này để cải thiện vị trí tái vũ trang tăng cường quân đội và chuẩn bị tiếp tục xung đột Ông Putin cho rằng xung đột Ukraine khó chấm dứt thông qua hòa giải với lý do bên trung gian khó có thẩm quyền ký vào văn bản thỏa thuận cuối cùng. Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nói với hãng tin Thụy Sĩ Die Vendelho rằng ông đã hỏi Tổng thống Nga Vladimir Putin nghĩ gì về cơ hội đạt được một lệnh ngừng bắn ngắn hạn, có giới hạn trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine. Theo Thủ tướng Hungary, Tổng thống Nga cho biết ông không lạc quan về điều đó. Tuy nhiên, chủ nhân Điện Kremlin khẳng định Nga sẽ ngừng bắn ngay lập tức nếu Ukraine chấp thuận một số điều kiện. Những điều kiện này gồm Ukraine phải rút hết quân khỏi các vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố sáp nhập, gồm Kherson, Zaporizhia, Lugansk và Donetsk, cam kết trung lập, không gia nhập NATO. Moscow cho rằng đây là cách nhanh nhất để chấm dứt xung đột. Mặt khác, Nga cảnh báo nếu Ukraine từ chối đề xuất hòa bình này, các đề xuất sau này sẽ càng bất lợi cho Ukraine. Mặc dù vậy, Kiev và các đồng minh, đối tác phương Tây đã bác bỏ đề xuất. Ngoài ra, Tổng thống Putin cho biết Moscow và Kiev có thể sử dụng một thỏa thuận tạm thời đạt được trong các cuộc đàm phán tại Istanbul vào đầu cuộc xung đột ở Ukraine làm cơ sở cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh SCO, ông Putin nhắc lại rằng Nga chưa bao giờ đóng cửa các cuộc đàm phán hòa bình. Về phía Ukraine, quan chức nước này nêu rõ bất kỳ lời lẽ khoa trương nào bởi một bên trung gian về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức giữa Nga và Ukraine đều không thể chấp nhận được. Theo trợ lý cấp cao của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Mikhail Podolyak, Ukraine sẵn sàng truyền đạt các điều kiện của mình để đàm phán hòa bình với Nga thông qua các nước thứ ba. Nhưng các nhà hòa giải tiềm năng phải đưa ra những tuyên bố công khai của họ phù hợp với quan điểm của Kiev. Ông Podolyak không đề cập đích danh bên trung gian nào, song bình luận này được đưa ra ngay sau chuyến thăm Nga của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Ông Igor Kimakovsky, cố vấn của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, nói với hãng thông tấn TASS rằng quân đội Ukraine đã rút khỏi một số khu vực chiến lược quan trọng gần thành phố Toresk. Theo kênh Readoka, trong tuần qua, sự kiện nổi bật nhất là việc lực lượng Moscow đập tan thành công chiến tuyến đã tồn tại từ năm 2014 của Ukraine. New York, một trong những địa danh kỳ lạ nhất, ngày càng được nghe nhiều trong các bản tin. Theo đó, binh sĩ Nga đang chiến đấu trên đường phố ở New York, một ngôi làng gần Goloka, phía nam Toresk, thuộc vùng Donetsk. Hiện tại, tình hình hai bên dần Toresk đã thay đổi đáng kể. Vào tháng 6, trận chiến bắt đầu ở Toresk. Lực lượng Moscow đã đột phá và đánh sập các vị trí tiền phương của Ukraine khá nhanh do Kiev không có lực lượng tốt nhất ở khu vực này. Nga tập kích các đơn vị Ukraine đang luân chuyển ở vùng lân cận Toresk. Thay vì một lữ đoàn giàu kinh nghiệm, lực lượng mới tế của Kiev là những đơn vị non nớt vừa chân nước chân giáo tiếp quản các vị trí. Sau đó, hàng phòng ngự của Ukraine dần dần bị xuyên thủng. Vào những ngày cuối tháng 6, quân đội Nga đã tấn công các vị trí của đối phương trong khu vực New York tiếng, một ngôi làng ở phía nam Toresk. Những quả bom trong đó có những quả nặng 3 tấn, đã chốt xuống New York. Và vào thời điểm này, các mũi xung kích Nga đang chiến đấu cho những con đường trong khu định cư. Trước đó, quân đội Ukraine cũng báo cáo giao tranh đang gia tăng trên mặt trận Toresk ở khu vực Donetsk. Người phát ngôn quân đội Ukraine Nadia Voloshin cho biết lực lượng Nga đã tấn công 114 lần ở đó trong tuần qua so với 31 cuộc tấn công trong tuần trước đó. Trong khi đó, tại Bắc Adipka, lực lượng Moscow đã kiểm soát hoàn toàn Sokol, phát triển cuộc tấn công theo hướng Voskhov và Yevgen Noka. Ngoài ra, ở ngoại ô Yasnobrodok đang diễn ra các trận chiến dữ dội. Ở Nam Adipka xảy ra giao tranh ở ngoại ô Kaloka. Phía Nga cho biết các đơn vị thuộc quân khu trung tâm đã tiến vào khu định cư Sokol và cải thiện vị trí ở tiền tuyến Donetsk. Trong những ngày qua, quân đội Nga cũng đẩy lùi năm đợt phản công của Ukraine trên mọi mặt trận, đồng thời tập kích bốn lữ đoàn của đối thủ. Tính trong vòng 24 giờ, lực lượng Nga đã khiến Ukraine tổn thất 860 binh lính, một xe tăng 7 kho đạn và nhiều hệ thống pháo các loại. Ukraine hiện đang cố gắng tăng sản lượng UAV tầm xa tự chế tạo để không phụ thuộc vào vũ khí do phương Tây viện trợ khi tập kích sâu vào lãnh thổ Nga. Hiện tại, các doanh nghiệp UAV khởi nghiệp của Ukraine đẩy mạnh tăng năng suất chế tạo để đáp ứng nhu cầu từ những mẫu có kiểu dáng đẹp như UZ-25 Skyline cho tới loại phương tiện bay không tên với thân làm từ một ống nước dài. Ukraine thậm chí tuyên bố đã lên kế hoạch sản xuất hàng nghìn UAV tầm xa trong năm nay trong những ngày đầu xung đột, Ukraine điều chỉnh lại phương tiện bay không người lái dân sự để tập kích vị trí của Nga, sau đó thay thế bằng sản phẩm do nước này tự chế bằng linh kiện nhập khẩu. Một sĩ quan tình báo quân đội Ukraine cho biết, chỉ khoảng 20% số UAV tiếp cận thành công mục tiêu, phần lớn thất bại do hệ thống gây nhiễu của Nga. Trước tình hình đó, Nga đang thử nghiệm cách nhằm ngăn chặn UAV tầm xa của Ukraine tấn công vào các mục tiêu quan trọng bằng cách xây dựng một mạng lưới khinh khí cầu lấy cảm hứng từ Thế chiến 1 và Thế chiến 2 một công ty hàng không vũ trụ của Nga cho biết họ đã bắt đầu thử nghiệm những quả khí cầu có khả năng giữ một tấm lưới mà họ hy vọng sẽ bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu quan trọng khác ở sâu bên trong lãnh thổ trước các cuộc tấn công tầm xa của đối phương. Những quả khí cầu được thiết kế để phóng từ nhà chứa bay lên nhanh chóng theo hàng rồi thả lưới cao 250 m để tạo thành hàng rào phòng thủ. Được biết, mỗi khí cầu có thể bay cao tới 300 m so với mặt đất và có tải trọng tối đa 30 kg, đủ sức mang theo tấm lưới nhẹ treo ngay trên mặt đất khinh khí cầu cũng có thể được trang bị radar, thiết bị gây nhiễu điện tử và camera cho tầm nhìn 360 độ, với phạm vi quan sát lên tới hơn 10 km. Dư luận Nga thời gian qua đã kêu gọi cải thiện khả năng phòng thủ trước các máy bay không người lái của Ukraine, tấn công các căn cứ không quân, nhà máy lọc dầu và thậm chí cả hệ thống radar tiên tiến của Moscow. Ngoài việc thả lưới, mỗi khí cầu có thể được gắn một súng chân không, có thể bắn lưới siêu nhẹ và cực mạnh vào máy bay không người lái. Chống máy bay không người lái UAV bao gồm sự kết hợp của các biện pháp công nghệ vật lý và chiến lược. Trong đó có cả việc sử dụng các hệ thống chống UAV như thiết bị gây nhiễu tần số vô tuyến hoặc thiết bị giả mạo tín hiệu vệ tinh để làm gián đoạn hoạt động liên lạc và điều khiển UAV. Vào tháng 2 năm nay, Nga đã phát triển Stupo, một hệ thống toàn diện chống máy bay không người lái, có khả năng phát hiện và ngăn chặn UAV theo nhiều cách cùng một lúc. Về đặc tính kỹ thuật của Stupo, các tổ hợp Storm và Steel được tích hợp vào hệ thống có khả năng phát hiện và nhắm mục tiêu ở khoảng cách hơn 5 km trung tướng andrei semyonov tư lệnh lực lượng phòng không và tên lửa nga cho biết trong giai đoạn ukraine gia tăng các cuộc tấn công tên lửa do phương tây cung cấp lực lượng phòng không nga đã phát triển các phương pháp cũng như điều chỉnh hệ thống phòng không để chống lại các cuộc tấn công của đối phương ông nhấn mạnh kể từ khi bắt đầu hoạt động quân sự lực lượng phòng không cùng với máy bay chiến đấu của lực lượng hàng không vũ trụ nga đã làm giảm đáng kể khả năng tấn công của ukraine trung tướng andrei semyonov chỉ ra rằng hệ thống patriot mà mỹ cung cấp cho ukraine không những không bảo vệ được các địa điểm đã được chỉ định mà ngay cả hệ thống phòng không này cũng không thể chống lại hỏa lực từ vũ khí Nga Nên tàng của hệ thống phòng không là các hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến như S-400, S-350 và Panzer S cũng như các hệ thống phòng không chiến trường S-300V4, 4 buck m M2 và TRM2 Các hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn cũng chứng tỏ hiệu quả khi phá hủy hàng chục UAV tấn công và trinh sát của đối phương mỗi ngày cũng như các cuộc tấn công mặt đất của Ukraine và các chiến đấu cơ hoạt động ở độ cao thấp hoặc cực thấp các hệ thống này đã phá hủy khoảng 1 phần 3 số chiến đấu cơ có người lái của Ukraine. Trong quá trình diễn ra xung đột ở Ukraine, theo TASS, các hệ thống phòng không của Nga có khả năng đẩy lùi các cuộc tấn công bằng mọi phương tiện trên không của đối phương. Điều đó trái ngược với hệ thống phòng không Patriot, khi không chỉ không thể bảo vệ các địa điểm được chỉ định mà còn không thể tự vệ. Phía Nga thông báo, trong cuộc xung đột ở Ukraine, lực lượng phòng không đã phá hủy tổng cộng hơn 42.000 mục tiêu trên không, trong đó có 550 chiến đấu cơ, hơn 180 trực thăng và hơn 27.000 UAV của đối phương. Trước đó, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào Starokonstantinov ở khu vực Khmelnytsky, được cho là nơi đặt một căn cứ không quân lớn của Ukraine và sẽ chứa các tiêm kích F-16 khi chúng được chuyển giao. Nga đã nhiều lần đe dọa tấn công bất cứ sân bay nào của Ukraine đặt các tiêm kích F-16. Gần như tất cả sân bay chứa chiến đấu cơ này đều nằm trong tầm bắn của tên lửa Nga. Ukraine thông báo nước này sẽ bố trí một số tiêm kích F-16 trên lãnh thổ NATO để bảo vệ chúng khỏi các cuộc tấn công của Nga. Trong khi đối phó với các cuộc không kích liên tục từ Nga, Ukraine cũng tiến hành các cuộc tấn công nhằm phá hủy các hệ thống phòng không của Moscow trước khi các tiêm kích F-16 đến nơi. Một đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV có trụ sở tại Washington cho biết, các lực lượng của Ukraine đã tăng cường nỗ lực vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ của Nga trước khi nhận được tiêm kích F-16. Ukraine được cho là đang thực hiện chiến lược làm suy yếu các hệ thống phòng thủ của Nga để các tiêm kích F-16 hoạt động hiệu quả hơn trong giao tranh. Đánh giá này nhận định, các lực lượng của Ukraine có lẽ đang tìm cách chủ động làm suy giảm hệ thống phòng không của Nga trước khi Ukraine nhận được số lượng đáng kể chiến đấu cơ để tạo điều kiện cho việc sử dụng tiêm kích F-16 gần chiến trường trong tương lai. Các thành viên của phong trào ATES gần đây đã ghi nhận sự gia tăng đều đặn của các vị trí phòng thủ dọc theo bờ biển Crimea. Phong trào ATES cho biết, trong khi chính quyền Nga cố gắng thuyết phục người dân rằng không có mối đe dọa nào từ hoạt động của quân đội Ukraine, thì số lượng các vị trí phòng thủ dọc bờ biển đang tăng lên từng ngày ở Jepatoria và Yanta, phía Nga thuê các nhà thầu dân sự trang bị cho các vị trí bắn và phòng thủ. Theo phong trào Ates, ở Nga đang xuất hiện tin đồn rằng lực lượng vũ trang Ukraine đang hình thành một nắm đấm tấn công để đột phá ở Crimea trong mùa thu và cắt đứt hành lang trên bộ ở mặt trận Kherson. Trước đó, các thành viên của phong trào Ates cho biết quân đội Nga đã đặt hệ thống tên lửa đất đối không Sam-Tor M2KM gần bãi biển ở Crimea. Phong trào Ates cho biết đối phương đã chọn một địa điểm hoàn hảo khác để triển khai hệ thống tên lửa phòng không. Nó được đặt ngay gần bãi biển. Thông tin này được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận lực lượng phòng vệ của nước này đã phá hủy trung tâm giám sát không gian và truyền thông của Nga trong một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào bán đảo Crimea. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết bốn tên lửa Atak-MS do Mỹ cung cấp được trang bị đầu đạn chùm đã bị hệ thống phòng không bắn hạ đầu đạn của tên lửa thứ năm phát nổ giữa không trung. Các mảnh vỡ tên lửa đã rơi xuống gần một bãi biển ở phía bắc thành phố Sevastopol, gây thiệt hại về người. Vào đầu năm nay, ATES cũng báo cáo sự gia tăng nhân sự, cho thấy sự chuẩn bị cho việc tăng cường hiện diện quân sự của Nga, đồng thời tuyên bố xóa sổ hàng loạt những kẻ liều lĩnh ở Crimea. Cách duy nhất để giành lại Crimea là phá hủy các cơ sở quân sự của Nga. Crimea đã được củng cố mạnh mẽ trong 10 năm qua và bán đảo này có vai trò quan trọng trong chiến lược của quân đội Nga. Đây là nơi có cảng Sevastopol tiên tiến, trụ sở của hạm đội Biển Đen của Nga. Nó cũng đóng vai trò là trung tâm hậu cần và tuyến đường cung cấp quân sự quan trọng đến miền nam Ukraina. Đồng thời là nơi Nga phóng hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái tấn công các mục tiêu của Kiev. Ukraina đã thực hiện nhiều vụ tấn công vào Crimea và họ tuyên bố đã làm suy yếu hạm đội Biển Đen của Nga. Họ cũng tấn công vào cảng Sevastopol và cầu Coche nối đất liền Nga với khu vực bán đảo. Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR Vadim Skibitsky tuyên bố Crimea là chìa khóa giúp Nga mở rộng tầm ảnh hưởng ở khu vực. Mặt khác, ông nhấn mạnh việc Ukraine giành lại bán đảo là điều không thể thương lượng. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Moscow sẽ cân nhắc sử dụng mọi biện pháp, bao gồm cả hạt nhân trong trường hợp Crimea bị tấn công. Hải quân Nga đã chặn hai xuồng không người lái USV của Ukraine trên đường tấn công thành phố cảng Novorossiysk. Theo hãng tin RT, trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga hoạt động tại căn cứ hải quân Novorossiysk thuộc vùng Krasnodar nằm trên bờ biển đen đã chặn các USV Ukraine trong đêm. Sau khi đơn vị hải quân Nga đóng quân tại đây chặn USV của Ukraine, đoạn video ghi lại vụ việc được công bố. Đoạn video cho thấy hỏa lực mạnh được bắn vào các USV, ít nhất một trong số chúng bị vô hiệu hóa và bốc cháy, sau đó phát nổ. Trong đoạn video, tàu chiến Nga đã phóng hỏa lực dữ dội về phía các USV Ukraine, sau đó ít nhất một chiếc USV đã bị vô hiệu hóa và bốc cháy. Giới chức thành phố Novorossiysk đã đóng cửa khu vực gần bờ kè của cảng để ứng phó với vụ việc. Thị trưởng thành phố Andrei Kravchenko cho biết thêm, một căn hộ và hai cơ sở thương mại bị hư hại nhẹ, song không ai bị thương trong vụ tấn công của Ukraine. Quân đội Nga cũng đã có kế hoạch tổ chức một cuộc tập trận tại bến cảng để huấn luyện binh sĩ cách ứng phó tốt hơn đối với máy bay không người lái UAV và USV của Ukraine. Cảng Novorossiysk nằm ở Biển Đen thuộc thành phố Krasnodar, miền nam nước Nga. Nơi đây được coi là căn cứ dự phòng của hạm đội Biển Đen Nga trong đó Sevastopol ở bán đảo Crimea là cảng chính. Novorossiysk là cảng biển đen lớn nhất của Nga và là cửa ngõ chính cho xuất khẩu và vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ ở miền Nam nước Nga. Cảng này đóng vai trò nhận dầu đến từ Kazakhstan, Azerbaijan và xử lý ngũ cốc, than đá, phân bón, gỗ, container, thực phẩm và hàng hóa hóa học. Vào tháng 3, báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết các chiến hạm giá trị cao của hạm đội biển đen đã được chuyển từ Sevastopol tới Novorossiysk sau khi liên tiếp bị Ukraina tập kích bằng tên lửa và USV. Cơ quan này dẫn hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga đặt nhiều xà lan chắn ngang lối vào cảng, dường như là biện pháp nhằm chặn Ukraina tiếp tục dùng xuồng tự sát tấn công tàu chiến tại đây. Chiến hạm Nga từ cảng Novorossiysk vẫn có thể phóng tên lửa hành trình vào các mục tiêu trong lãnh thổ Ukraina, song quãng đường di chuyển của tên lửa sẽ dài hơn tạo điều kiện để đối phương có thêm thời gian đối phó. Nga đã nhiều lần nói rằng Ukraine đã tấn công các thành phố cảng của họ trên bờ biển đen, nhưng các quan chức Nga ít khi công bố chi tiết về mức độ thiệt hại do các cuộc tấn công của Ukraine. Cảng Novorossiysk bị drone tấn công vào tháng 5 năm ngoái, buộc chính quyền phải tạm thời đóng cửa. Tổng cục tình báo quốc phòng Ukraine GUR cho biết riêng các cuộc tập kích bằng xuồng tự sát Magura V5 đã gây thiệt hại hơn nửa tỷ đô la Mỹ cho Nga trong cuộc xung đột. Moscow không phản hồi về thông tin. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo.